Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em nhá. Hôm nay là buổi trưa tiếp theo, em lại đón các quý anh em các tỉnh thành lân cận đây. 14 tháng 1. Em ơi, bỏng nước em. Anh Hằng lấy cái ghế ngồi thêm, lấy thêm 10 cái ghế đỏ. Chỗ hai anh em này là bên Thái Bình này. Hai anh em này là đây này. Đó, gương mặt thân quen này. Em Dũng bên Kiến Thụy, Hải Phòng. Hôm nọ Khang Minh cung cấp cho em cái cặp SIM xuống tận nhà, cặp 4726X. Và bên kia là em Thái bên Thái Bình. Tiếp tục hôm nay em Thái, chỗ ngay ngày hôm qua thì chỗ bác Minh lái xe 16 chỗ Hà Nội Thái Bình thì sang Khang Minh mua sắm ủng hộ một con Crown Itech 6.000, và hôm nay em Thái cũng là lái xe Thái Bình Hà Nội lại tạt qua Khang Minh sở hữu ủng hộ một con Crown Itech 6.000 tiếp theo. Nhưng hôm nay Khang Minh sẽ test đánh ra cặp loa AM7212 nguyên thùng xốp, và cái bản nhạc mà em Thái chọn nó thiên về lời, thiên lời, và cái tiếng ca nó rất là sáng. Và đặc biệt trên cái cặp loa AM7212 thì nó là dòng full đơn bass 30 toàn bộ là leo, Hoàng Oanh trung chỉnh, mọi người cùng nghe. Tiếng rất là sáng. Cái bài này nó rất là ít bass, gần như là nó không có bass. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền Thủy Thương, ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dân cây. Quê hương tôi ấm ủ Trường Sơn, quê hương tôi là đây nước chảy xuôi. Anh em Hải Phòng này, anh em Thái Bình này. Đêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru, trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê cưới rời chân đi. Đây gì này? Dán cho em cái. Chúng ta ra đây xem xe của các bác quý anh em taxi Hải Phòng này. Và đây là xe của em Thái này. Lái xe 16 chỗ. Rất là vui. Hai hôm Khang Minh đón hai quý anh em
lái xe dịch vụ du lịch, lái xe tuyến Thái Bình Hà Nội, tạt bên Khang Minh, xem đồ Mỹ và ủng hộ những sản phẩm tuyển chọn. Cảm ơn các bác với anh em rất nhiều nhá. Bắt tay em thả em cái. Thank you em. Đúng đây em. Rất là sáng luôn. Đó là sao tiếng của Grand Vitex. Những cô đen 4.000 và 6.000 Khang Minh cung cấp đi liên tục, phục vụ các bác và quý anh em. Chuyên về vì nghề đầu mốt tìm đấu xa hôm nay festival liên bang. Ok anh ơi, rút dây rắc em mới. Anh em Thái ở Thái Bình tới trước và bên hai anh em Dũng bên Kiến Thụy Hải Phòng tới sau. Rút dây rắc nha. Anh thu dây rắc vào em mới để nhấc cái con đẩy của Thái xuống dưới này. Anh chơi con iTech 6.000 iTech 6.000 xuất sắc. Anh ít giờ demo mà. Chạy ít giờ lắm. Lấy nhiều đồ đó, đi chơi xem nhiều đồ đó. Đấy để anh Hạc bê ra cho. Cứ lên xe đi Thái ơi. Ấy đi anh Hạc khắc ấy lên cho. Anh Hạc ơi, ấy bê cái đẩy ra cho Thái cái. Toàn xe này chở đẩy này, các bác này, ăn chơi lắm. Bác Hải Phòng ơi, chờ em chở về cho. Đúng rồi. Nhưng mà có mấy anh em có lấy loa to thì anh em Thái Bình chở về cho. Xe to lắm. Đủ hai combo luôn, mang bằng cất ở đây. Thái, xe này của Thái à? Vâng, em chạy Hà Nội đấy. Em mình Tiền Hải Hà Nội. Xe ấy nhỉ? Xe vẫn đẹp nhỉ? Hôm qua là Minh đi con gì nhỉ? Hôm qua Minh bê một con Crown. Con... 29. Cái xe gì cũng xe như này của em mà. Vẫn pho đúng không? Rồi, ok. Đặt lên ghế đi anh. Về nhé. Rồi, rồi. Về nhé em nhá. Rồi, thank you em. Nào, tiếp tục tiếp đón hai anh em dưới Hải Phòng. Anh em mình vào trong nhà đi. Nhà tớ là hướng Bắc. Mùa hè thì nóng mà mùa đông thì rét. Anh để ghế sau nhá. Ừ, để ghế sau. Cái đường để cốt. Rồi, lại cờ đao anh em Hải Phòng, em này lại nên lấy cờ đao tiếp. Chắc chắn con đi 2004. Cho nằm cũng được. Cảm ơn anh em. Bắt tay em cả. Vâng.
súp thì sau anh báo sau cho. Thì đấy em đang set up là nếu mà một đôi đấy với cục súp này chơi với cục gram 1200 nữa. Thích súp một bộ như thế. Để cho bạn đấy chứ. Vâng. Kiểu như thế chứ. Bạn nó cho chơi bạn máu hơn em cơ nhưng có đều là tiền chưa đủ. Cũng được. Chưa đủ tiền. Tôi lâu mè đấy chứ. Tôi bé đấy cục súp này. Cục gram 1200. Đấy mình chơi gia đình thì phòng vừa đấy, phải thì cứ chơi cặp full đơn bắt bằng nhà, nhưng mà để mấy hôm nữa nó tàu nó về đó nó hết đá rồi đang bên Nhật rồi rồi nhưng okay. Mà chưa về được nhà ok rồi thế em về đây nhé chào anh nhé về nhà đúng không về nhà em nhé rồi ok chanh nái chanh nái cái gì anh đúng rồi quên quên cái gì quên đấy anh Hà gọi quên cái gì kìa à đúng rồi con vang số quên con vang quên con vang số để riêng ra con về đây về nhanh nhá vâng vâng ok.